Xin chào quý vị và các bạn. Giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ tồn tại 4 năm ngày nay, hiện có cường độ đã giảm đi chút ít. Chính vì thế, trong ngày mai, tình hình mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần cả về lượng và diện. Mặc dù vậy, toàn bộ miền Bắc trời vẫn nhiều mây, mưa rào vẫn xảy ra chủ yếu vào tối, đêm và sáng sớm, nên nhiệt độ lúc này mát mẻ, thậm chí hơi xe lạnh, dao động từ 23 cho đến 25 độ. Còn ban ngày thì mưa giảm và trời có khi hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, nhiệt độ chưa có cơ hội tăng cao, dao động từ 29 cho đến 31 độ, thời tiết nhìn chung khá dễ chịu. Sau đó, từ đêm ngày mai, rạng sáng ngày 17 tháng 8, khi mà vùng áp thấp ngoài Biển Đông tiến sát vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, thì vùng mưa có cường độ lớn lại được thiết lập trở lại. Đợt mưa xảy ra từ giữa đến cuối tuần, đầu tiên sẽ tập trung chủ yếu ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó mới lan rộng ra vùng núi. Chính vì vậy, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ven biển như là tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình kéo xuống dọc Bắc Trung Bộ như là tại Thanh Hóa và Nghệ An, cần đề phòng từ ngày 17 tháng 8 sẽ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 cho đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 cho đến 6 mét, mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, ở hạ lưu là từ 2 cho đến 3 mét, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 4 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Người dân cần lên kế hoạch sản xuất để phòng tránh thiệt hại, cụ thể như bơm tiêu nước đệm ở những khu vực thấp trũng, khơi thông dòng chảy, củng cố đê kè cống, thu hoạch nông thủy sản đã đến kỳ, gia cố chuồng trại, cất trữ lương thực, thực phẩm ở những nơi khô ráo, tránh bị ẩm mốc. Do nhiều ngày mưa nên nhiệt độ trên toàn khu vực ở mức mát mẻ, thời tiết khá dễ chịu khi hầu hết các nơi nhiệt độ đều xuống dưới 32 độ. Ở miền Trung và miền Nam, thời tiết không phức tạp như các tỉnh phía Bắc. Mặc dù khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của đới gió Tây Nam có cường độ khá mạnh gây mưa dông trên diện rộng, tuy nhiên, mưa xảy ra chủ yếu về chiều tối với mưa lớn chỉ xuất hiện cục bộ. Còn đối với các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ, trong 3 ngày tới trời vẫn có nắng, một vài nơi nhiệt độ giữa trưa có thể lên mức là 35 độ. Về chiều tối, mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi và không kéo dài. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rải rác và cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Với hoạt động mạnh của giải hội tụ nhiệt đới, nên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết tiếp tục xấu với mưa dông và gió giật mạnh. Tương tự, các vùng biển phía Nam, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh gây biển động và mưa dông còn xảy ra tập trung nhiều vào chiều tối. Như vậy, đáng chú ý nhất lúc này là thời tiết tại các tỉnh phía Bắc, vì hiện nay trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã xuất hiện một vùng áp thấp với khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây về phía Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày mai, ở các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng là rất cao. Do vậy, quý vị và các bạn nên cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất của chúng tôi và đặc biệt hết sức thận trọng nếu có những kế hoạch đi lên các tỉnh vùng núi phía Bắc trong một vài ngày tới. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!